Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Chân long huyết thạch. Hách Liên Tầm Tuyết cũng không chậm, nàng không chỉ học được lôi động cửu thiên, bản thân cũng là thiên tài siêu cấp, tư chất cao không dưới đám người từ tu nhiên chút nào. Hơn nửa giờ sau, bọn họ vượt qua rất nhiều người ở ven đường, cũng lạ, bản thân leo lên đã khó, lại có chút người còn muốn công kích Lăng Hàn. Vậy Lăng Hàn tự nhiên sẽ không khách khí, không chút lưu tình ra tay, đánh chúng rơi xuống, còn chết hay sống liền xem mệnh của bọn họ. Tốc độ của ba người Lăng Hàn càng ngày càng chậm, hiện tại bọn họ đã bò 2/3 độ cao, long uy mãnh liệt, để Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đều chảy mồ hôi. Chỉ có hổ nữ như không có chuyện gì xảy ra, một trận bay lên rất cao, một trận lại bò xuống, giục Lăng Hàn nhanh một chút. Lăng Hàn thầm nghĩ nếu phục kích ở lối vào tầng thứ 3, hiệu quả kia rất cao, độ khả thi chúng chiêu vượt qua 9/10. Chỉ là cây xương sống này quá lớn, ai biết mục tiêu sẽ từ nơi nào tới, bởi vậy muốn mai phục thì ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Hơn nữa, mỗi người phải nắm giữ sức chiến đấu của thiên nhân cảnh đỉnh phong, bằng không thì không làm gì được Lăng Hàn. Có điều hổ nữ không bị long uy ảnh hưởng chút nào, có lính trinh sát này tồn tại, ai nhưng phục kích được Lăng Hàn. Tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm, nhưng sau một canh giờ, ba người vẫn bò lên đỉnh tiến vào tầng thứ 3 của Dụ Long Quật. Hoàn cảnh nơi này lại không giống, bốn phía đều là núi đá chọc lốc, nhưng mỗi một khối đều đỏ đậm, xa xa nhìn tới thật giống như huyết sơn, lại như biển lửa thiêu đốt. Đỏ đậm, đây là màu sắc chủ đạo ở nơi đây, ngoài ra không còn màu sắc khác. Long huyết thảo cũng sẽ sinh ở trong khe đá. Hách Liên Tầm Tuyết nói, tuy bọn họ đã thu hoạch hơn 100 cây, hơn nữa còn có rất nhiều thụ tâm, nhưng bảo vật như vậy nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều nha. Lăng Hàn gật đầu, ba người vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng không có lãng phí thời gian ở trên đường, dù sao chuyến này trọng điểm là răng của chân long, đây mới là bảo vật giá trị cao nhất, đừng lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Kết quả Dụ Long Quật đóng lại, bài xích bọn họ ra ngoài, vậy muốn vào lần nữa chính là chuyện 500 năm sau. Vận may của bọn họ không tệ, một đường đi tới luôn có thu hoạch, này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, có thể thấy rõ vạn vật, tự nhiên tăng lên rất nhiều thu hoạch. Có điều, như vậy tốc độ của bọn họ khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mỗi lần Dụ Long Quật mở ra ít nhất là nửa tháng, đến hiện tại bọn họ chỉ dùng 5 ngày, vậy làm sao cũng còn chừng 10 ngày. Phía trước có một tên to xác. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, còn rủi rủi mắt, mấy ngày nay vẫn luôn sử dụng chân thị chi nhãn, để mắt của hắn cảm thấy hơi đau, rất khó chịu. Lẽ nào là ma viên? Hách Liên Tầm Tuyết tự nói, thấy Lăng Hàn mang theo vẻ nghi hoặc, liền giải thích. Quái vật tầng thứ 3 lấy sinh linh tên viên hầu làm chủ, có điều dựa theo suy đoán, khả năng này là bọ chết trên người A Long, hấp thu máu rồng biến thành. Vẻ mặt của Lăng Hàn không khỏi quái lạ. Tồn tại mạnh mẽ như A Long cũng sinh bọ chết. Tráng niên thì đương nhiên không thể, nhưng tuổi già, khí huyết suy yếu, khả năng động một ngón tay cũng không làm được, vậy sinh bọ chết cũng rất bình thường. Hách Liên Tầm Tuyết nói. Long tộc sinh mệnh dài lâu, coi như tuổi già còn sót lại một hơi, nhưng cũng phải 10 năm 8 năm mới sẽ chết thật, lúc này có ký sinh trùng liền không kỳ quái. Thật giống như huyết nhuyễn trùng ở tầng thứ nhất, phỏng chừng cũng là khi tuổi già, khí huyết suy yếu, phát sinh biến hóa quái lạ. Bỏ chết hấp thu máu rồng, lại có thể cao chừng 10 trượng, vậy cũng rất ngạc nhiên nha. Lăng Hàn cười nói. Có điều, nó ngồi ở đó bất động thật giống như bảo hộ vật gì, nói không chắc lại có một cây long huyết thảo. Đi, chúng ta đi xem. Bọn họ đi về phía trước, không lâu lắm, chỉ thấy phía trước ngồi xổm một quái vật màu đỏ thẫm to lớn, hình như khỉ, nhưng lại có 6 chi, quả nhiên rất giống bọ chết. Mà ở dưới chân quái vật này, là một khối thạch đầu màu máu to lớn, màu sắc đậm hơn những tảng đá khác rất nhiều. Hách Liên Tầm Tuyết hơi kích động nói, lẽ nào là chân long huyết thạch? Chân long huyết thạch do tinh hoa máu của A Long đúc thành, bởi vậy một khối to bằng đầu nắm tay cũng có thể so với long huyết thảo ba lá, mà khối trước mắt lớn như thế. Quả thực kinh người. Bởi vậy, Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đều hít vào một ngụm khí lạnh, có một loại kinh hỉ đến không thể tin tưởng. Có điều con bọ chết kia là cấp bậc phá hư cảnh, xa xa nằm ở đó liền tỏa ra khí tức đáng sợ, hơi tới gần liền làm da rẻ của Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết muốn nát. Phải biết thể phách của bọn họ ngang chân kim cấp 9, nhưng tới gần cũng không cách nào làm được, đủ thấy con bọ chết kia mạnh mẽ. Sức chiến đấu của phá hư 10 tinh thậm chí 12 tinh, 13 tinh.
Trong lòng Lăng Hàn có loại cảm giác con bọ chết này gần như đạt đến độ cao của thi vương 15 mắt, có thể so với chi chu màu bạc ở Hỏa Quốc. Nhân vật như vậy dù cho hắn lấy băng long oanh địa trận cũng vô dụng, đi tới chính là bị mưu sát. Chuyện này làm sao chơi? Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta đi! Chúng ta đi! Hổ nữ lôi kéo tay của Lăng Hàn, muốn đi về phía trước, nàng như nghé con mới sinh, hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lăng Hàn ấm nàng lại nói, không được, khí trận ở phía trước mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không chịu đựng được, sẽ bảo thể mà chết. Nguyên bản còn có thể dùng băng long oanh địa trận kéo chân, nhưng tên to xác kia quá mạnh mẽ, giết chết băng long xong quay đầu lại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng nữ không sợ. Hổ nữ nhảy nhót tưng bừng nói, tiểu nha đầu thiên phú gì bẩm, không sợ uy thế, thậm chí độc vật băng hỏa đều vô hiệu với nàng trước, thậm chí xông qua con đường phong tỏa ngũ giác của lôi hỏa đại đế. Nhưng vấn đề là, nàng không có hắc tháp, làm sao thu lấy khối huyết thạch lớn như vậy? Hơn nữa, hắc tháp nhỏ như hạt cải, không cách nào để hổ nữ mang trên người, bằng không do nàng lặng lẽ tiếp cận. Sau đó Lăng Hàn lại đột nhiên xuất hiện trực tiếp lấy chân long huyết thạch, lại trốn vào đúng là một biện pháp. Nữ dẫn đi nó. Hổ nữ sung phong nhận việc. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Bỏ chết vương. Lăng Hàn lắc đầu. Không được, con kia ít nhất có thể sánh ngang thi vương 15 mắt. Phỏng chừng là nhân vật mạnh mẽ nhất dù long quật này. Cho nên mới trấn thủ khối chân long huyết thạch lớn như vậy. Ngươi không chạy nhanh bằng nó. Không nên xem thường nữ. Hổ nữ không phục. Hai tay chống nạnh nói. Tốc độ của nữ mới là nhanh nhất. Vèo, nàng thân hóa lôi đình, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi cực xa, lại lói lên, lần này địa phương xuất hiện càng xa. Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, tốc độ như vậy để bọn họ cũng hít khói. Khóe miệng của bọn họ không khỏi co giật, mọi người đều học lôi đồng cửu thiên, nhưng sao tốc độ lại kém nhiều như vậy? Nữ là thiên tài. Hổ nữ lói lên đã trở về, rào rạc đắc ý. Lăng Hàn gật đầu nói. Tốc độ của ngươi thực có thể so với phá hư cảnh, thậm chí nhanh hơn mấy phần. Vậy nữ liền đi. Hổ nữ không sợ con khiêu tảo vương. Bỏ chết. Kia chút nào. Lăng Hàn lại suy nghĩ một chút, mới nói. Chút nữa ngươi tránh tên to xác kia xong, thì tới trước trăm dặm hội hợp. Được. Hổ nữ đáp ứng, vèo, liền bắn ra ngoài, đứng ở trước khiêu tảo vương, lớn tiếng nói. Xú ra hỏa tới bắt nữ đi. Khiêu tảo vương chỉ tùy ý liếc mắt. Liền thu hồi ánh mắt, thật giống như đang ngủ say, không thèm để ý con run dế kia. Hổ nữ giận dữ, lại dám không nhìn nàng, nàng cầm một khối xích thạch lớn đến hoàn toàn che lại thân thể của nàng. Nàng hét lớn một tiếng, ném ra trên tảng đá quấn quanh ánh chớp, vèo tảng đá này như đạn pháo bắn tới khiêu tảo vương. Đùng! Không đợi tảng đá đập đến, khí tức đáng sợ của khiêu tảo vương liền làm tảng đá nổ tung, đạt đến độ cao như vậy, chỉ một tia khí tức cũng có thể nát tinh thần. Có điều tên to xác này đã tức giận, không nhìn được giơ thân lên, nhìn chằm chằm về phía hổ nữ. Nhưng nó phiền muộn phát hiện con kiến nhỏ này lại vừa vặn ở ngoài phạm vi công kích của nó, công kích nổ ra cũng giết không được. Nó cực kỳ lười biếng, lại nằm xuống ngủ, run rế mà thôi, không thèm để ý. Xèo xèo xèo. Hổ nữ ném liên tiếp, đá bay tứ tung. Đừng xem khí tức của khiêu tảo vương giật động liền có thể đánh nát. Nhưng phía trên còn có lực lượng lôi đình, ngay cả khiêu tảo vương cũng cảm giác thân thể tê dại. Cái này xa xa không thể xúc phạm tới nó, nhưng để nó rất khó chịu. Rốt cục, sau khi bị hổ nữ đập mười mấy lần, khiêu tảo vương bạo nộ rồi. Bản vương không phát uy, ngươi thật cho rằng có thể động thổ trên đầu thái tuế sao? Nó gầm một tiếng, sóng âm hóa thành từng vòng gợn sóng, khuyết tán về bốn phương tám hướng, đùng 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 đùng. Tảng đá bốn phía bị chấn nát tan cực kỳ đáng sợ. Ha 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 ha, muốn thương tổn nữ con dệt ngươi còn kém xa. Hổ nữ giả trang cái mặt ruột lập tức thả người bỏ chạy. Khiêu tảo vương đứng dậy truy kích theo hổ nữ. Lăng Hàn muốn lao tới chân long huyết thạch, nhưng hơi động mới phát hiện không biết con khiêu tảo vương này ở đây bao lâu. Khí tức phá hư cảnh như thực chất, hắn hơi động liền cảm giác không khí như đao, miễn cưỡng xé rách ra rẻ. Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết vội kéo hắn lại. Lăng Hàn lắc đầu nói. Ngươi vào hắc tháp trước, một mình ta được rồi. Nhưng mà, Hách Liên Tầm Tuyết không yên lòng. Nên cho nhi tử ăn sữa, ngươi cái nữ nhân thiếu sữa này.
Lăng Hàn một phát bắt được Hách Liên Tầm Tuyết, cứng rắn nhét nàng vào hắc tháp. Hắn lấy băng long oanh địa trận ra, cái này tự nhiên không thể đối kháng Khiêu Tảo Vương, nhưng chỉ chống lại khí tức thì không thành vấn đề, mọi người đều là phá hư cảnh, tuy có khoảng cách nhưng sẽ không lớn đến trình độ như thế. Băng long hiện lên, nằm ở trên đầu Lăng Hàn, hắn kéo trận pháp đi về phía trước, nhưng lập tức phát hiện trận pháp không có hiệu quả hóa giải áp lực của phá hư cảnh chút nào. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là thu hồi mắt trận, một mình đi về phía trước, đùng đùng đùng. Da của hắn nảy lên huyết hoa, mạch máu ở dưới áp lực như vậy phá nát. Hắn vội vận chuyển bất diệt thiên kinh thượng cổ thần công gia trì, tình thế tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn phải tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa khí trận ở phía trước còn đáng sợ hơn, lại đi một đoạn đường, xương của hắn cũng leng keng vang vọng, thật giống như muốn gãy vỡ. Đây là một thử thách không tệ. Lăng Hàn thầm nói, hắn là chuyên gia biến đau khổ thành kỳ ngộ, ở dưới áp lực như thế, nói không chắc kiếm tâm của hắn có thể phá kén mà ra. Kiếm tâm là cấp bậc phá hư cảnh, chỉ cần hắn có thể tu ra kiếm tâm, khi đó đối kháng khí tức của phá hư cảnh sẽ trở nên dễ như ăn cháo. Hắn kiên định đi tới, cả người phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng sủa, trong thân thể đang có món đồ gì muốn xúc tích ra. Trước đó Lăng Hàn chiến một trận với Tiên Vu Tử Uyên, cuối cùng càng bị ý chí võ đạo của đối phương vào thể, phải đối kháng một tháng mới có thể hóa giải. Điều này làm cho hắn tìm thấy biên giới kiếm tâm, nhưng thiếu một bước liền có thể vượt qua, khả năng cần mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí cả đời cũng không cách nào làm được. Lĩnh ngộ đạo chính là huyền diệu như vậy, cách gọi là người đi trăm dặm bán 90, ở trước khi chưa thành công thì không khác đạp bước tại chỗ. Hiện tại, khí tức của Khiêu Tảo Vương càng thêm đáng sợ, đây chính là cấp bậc như Thi Vương 15 mắt, muốn đối kháng chính diện đối phương thở một hơi liền có thể giết chết Lăng Hàn mấy trăm lần, nhưng hiện tại chỉ đối kháng khí tức phá hư cảnh, vậy dĩ nhiên không giống. Đây là cấp độ võ đạo tranh tài, tuy cảnh giới của Lăng Hàn kém rất nhiều, nhưng hắn sắp tu ra kiếm tâm, đây là niềm tin của hắn. Phá kén thành điệp, đi ra đi kiếm tâm. Lăng Hàn thầm nói, nhưng lại kém tí tẹo như vậy, để hắn phát điên. Phúc! Hắn phun máu tươi ở dưới khí tức của phá hư cảnh áp chế, dù hắn yêu nghiệt ra sao cũng bị thương như thường. Ở bên ngoài, phá hư cảnh nào không cố ý thu khí thế lại. Nếu không kiêng kỵ thả ra, vậy ngoại trừ phá hư cảnh, những người khác đều bị chém giết, cho dù thiên nhân cảnh cũng không thể chịu đựng khí tức như vậy ở cự ly gần. Đùng đùng đùng! Xương cốt cả người Lăng Hàn phá nát, thân thể ở dưới khí thế áp bức vặn vẹo biến hình, bây giờ hắn dài tới 3 trượng, nhưng thân thể lại nhỏ như thân trúc, cực kỳ quái lạ. Sắp chết mất. Trong lòng Lăng Hàn hiểu ra, vội dùng một giọt bất diệt chân dịch, nhất thời thân thể của hắn lập tức khôi phục lại, dù khí tức của phá hư cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Cuối cùng ngộ kiếm tâm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi tinh hoa của bất diệt chân dịch tan hết, thân thể của hắn lại bắt đầu phá hoại. Vì sao vẫn chưa ngộ ra kiếm tâm? Lăng Hàn chấn động mạnh một cái, hắn quá gấp. Võ đạo há là gấp có thể gấp ra. Dục tốc bất đạt, hắn lạc lối rồi. Điều này cũng chẳng trách ở dưới khí tức của phá hư cảnh áp bức, ai không gấp chứ? Hắn thả lỏng tâm thái, không cố gắng theo đuổi kiếm tâm nữa, mà chỉ chăm chú đối kháng áp lực. Đùng đùng đùng. Trên thân hắn có lượng lớn vết thương, như bị chém ngàn đao, như ác ma đấm máu. Từng bước, dưới chân Lăng Hàn cực kỳ kiên định. Huyết chảy, mồ hôi cũng chảy, nhưng ánh mắt của hắn sáng quắc, trong lòng phát lên một luồng ngạo khí. Dù không tu thành kiếm tâm thì đã làm sao, hắn dựa vào bản thân cũng có thể đối kháng khí tức của phá hư cảnh. Cùng lắm vết thương đầy giấy, nhưng bị thương đối với võ giả lại coi là gì. Hắn nhanh chân đi tới, cách chân long huyết thạch càng ngày càng gần. Rốt cục, hắn chạm được. Lòng hắn vui sướng, mà ngay trong nháy mắt ấy, cảm giác cơ thể như đánh vỡ một loại gông xiềng nào đó, một cảm giác không cách nào hình dung xông lên đầu, trong đầu có vô số kiếm ý phun trào. Kiếm tâm. Hắn sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Ở thời điểm bước ra bước cuối cùng, tâm linh của hắn hoàn thành một lần lột xác, một bước bước vào kiếm tâm. Hắn hiểu ra có chút đạo lý là không thể cố sức theo đuổi, đạo pháp tự nhiên mới hợp đạo. Trong lòng nghĩ, động tác của hắn cũng không chậm, đưa tay đặt lên chân long huyết thạch, tuy cái này lớn thái quá, nhưng sau khi tu thành kiếm tâm, thần hồn của hắn cũng thoát thai hoán cốt, trở nên cực kỳ cứng cỏi, như lưới cá mở ra, bao vây lấy chân long huyết thạch thu lại, đã tiến vào trong hắc tháp. Quyết định.
hắn xoay người lại, rời khỏi nơi này. Lúc này, hắn không còn cảm giác vất vả, kiếm tâm bảo vệ, thần hồn ổn định, dù khí tức của phá hư cảnh cũng không quá tổn thương hắn, còn bị thương, này là bởi vì hắn chỉ vừa tu ra kiếm tâm tiểu thành cũng không tính, huống chi là kiếm tâm thông minh. Một lúc sau, hắn đi ra khu vực này, kim cương thể phát huy, xương gãy trên người liền khép lại. Hắn lấy quần áo mới ra thay, cả người hoàn hảo như lúc ban đầu. Khà khà, giao chân long huyết thạch ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy sau mấy khối xích thạch đi ra năm tên nam nữ trẻ tuổi, đều dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn. Ô, lại không có phát hiện bọn họ. Lăng Hàn sững sờ, không khỏi tỉnh lại, ở trên đường trở về hắn vẫn phỏng đoán diệu dụng của kiếm tâm, quên mất hoàn cảnh chung quanh. Mà nơi này xác thực hạn chế thần thức rất lớn, mới để hắn không phát hiện đối phương tồn tại. Nếu như bọn họ là đội ngũ của Tử Tu Nhiên, lại đột nhiên ám sát, chỉ sợ hắn sẽ luống cuống tay chân. Bất cần rồi, sau này bất luận lúc nào cũng phải duy trì lòng cảnh giác, bằng không chỉ cần ngươi một ngày không đạt đến cực hạn võ đạo, đều có khả năng vì một ít chi tiết nhỏ mà chết. Thấy Lăng Hàn lại dám không để ý tới bọn họ, năm người này ai cũng giận dữ. Một nam tử thân mang cẩm bào quát lên. Nhân tộc, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Lăng Hàn thu hồi tâm tư, lạnh nhạt nói. Chân long huyết thạch là ta đoạt được, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Nếu muốn tự mình tìm đi, bây giờ tâm tình của ta thoải mái, các ngươi tốt nhất không nên phá hoại. Ha 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 ha. Người trẻ tuổi này cười to. Thực buồn cười, chỉ là một nhân tộc cũng dám làm càn. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Tự nhiên biết. Năm người này không khỏi đắc ý, uy danh của bọn họ ngay cả một nhân tộc cũng biết, đây là châu bò cỡ nào, nhưng kế tiếp Lăng Hàn lại để ra mặt của bọn họ co giật, lộ ra biểu tình tức giận. Bởi vì Lăng Hàn chỉ vào bọn họ, từng cách nói. Ngươi là A Miêu, ngươi là A Cẩu, ngươi là A Ngưu, ngươi là A Trư, ngươi là A Dương. Người trẻ tuổi cầm bào không nhịn được quát lên. Ta chính là Mạc Nguyên Minh, thiên tài của Mạc Thị Vương tộc Tây Hải. Há, hóa ra ngươi gọi Mạc Nguyên Minh, ta biết rồi, A Cẩu. Lăng Hàn gật gù, có vẻ biết nghe lời phải. Một nam tử quần áo tím hừ lạnh nói. Không nên phí lời, giết hắn, cướp đoạt chân long huyết thạch. Vâng, chính tín vương huynh. Bốn người khác đều nghiêm khắc tuân theo. Tuy bọn họ đều là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi của Mạc gia, nhưng người nào cũng không thể so với Mạc chính tín. Đây là thiên tài siêu cấp mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới có thể xuất hiện. Tổ huyết tinh khiết chính là một trong tam đại vương giả trẻ tuổi của Bắc Hải, có khả năng rất lớn ở trước 50 tuổi bước vào phá hư. Bốn người Mạc Nguyên Minh đều xông tới, Mạc chính tín thì đứng chắp tay, xem thường ra tay. Hải tộc kiêu ngạo, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó một nhân tộc còn muốn bốn người liên thủ, cái này đã quá để mắt hắn. Dù sao, Lăng Hàn toát ra khí tức là hóa thần, mà trong bốn người lại có một người là thiên nhân cảnh cấp thấp. Một cơ hội cuối cùng, giao ra chân long huyết thạch bằng không. Chết! Chẳng muốn phí lời với các ngươi. Nhưng Lăng Hàn lại ra tay trước tiên, tay phải kết ấm đập tới bốn người, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, đây chính là thần thông phúc địa ấm. Lúc nào con bò chết kia cũng có thể trở về, hắn không muốn dừng lại ở chỗ này. Hắn tu ra kiếm tâm có thể đối kháng lực áp bách của phá hư cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể ngang hàng phá hư cảnh. Đặc biệt là nhân vật như Khiêu Tảo Vương, ngay cả đám người Thái Âm Vương thấy cũng đau đầu. Lớn mật. Bọn người Mạc Nguyên Minh hừ lạnh, chỉ là một nhân tộc hóa thần cảnh lại còn dám cướp công. Bọn họ huy động binh khí, phách chém đập đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi ngứa ngáy, diệu dụng của kiếm tâm chính là có thể khống chế binh khí trong thiên hạ, vì lẽ đó người xưng kiếm vương, đao vương, quyền vương, không ai không nắm giữ võ đạo chi tâm, như ngồi ở trên vương tọa, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Hắn vươn tay trái ra, nhẹ nhàng vồ một cái, nhất thời binh khí trong tay bốn người Mạc Nguyên Minh đều phát ra tiếng kêu, nhẹ nhàng run rẩy, thật giống như muốn thoát ly khống chế, bay về phía Lăng Hàn. Bốn người Mạc Nguyên Minh đều kinh hãi, đây là tình huống thế nào? Bọn họ liên tiếp lui về phía sau, cầm lấy binh khí trong tay thật chặt, chỉ lo thật bay mất. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Mặt ra thiên kiêu. Lăng Hàn không khỏi thầm than, kiếm tâm của hắn chỉ vừa tu thành, không đủ mạnh a, bằng không trong một ý nghĩ những binh khí này đều nên bay đến bên cạnh, như thị vệ của hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm chờ mong kiếm tâm đại thành ngưu bức cỡ nào.
Mà kiếm tâm thông minh đại diện cho cảnh giới tối cao của kiếm đạo, được xưng không gì không chém, ngay cả tâm ma cũng có thể chém xuống, bằng không há có câu thông minh. Kiếm tâm. Mặt chính tín trầm giọng nói, trên mặt hiện ra vẻ thận trọng. Cái gì, kiếm tâm? Không thể, nhân tộc này chỉ là hóa thần cảnh, làm sao có khả năng lĩnh ngộ kiếm tâm? Phải, ngay cả đại năng phá hư cảnh cũng chưa chắc lĩnh ngộ được kiếm tâm, nhân tộc này làm sao xứng? Bốn người Mặc Nguyên Minh đều không tin, ở trong quan niệm của bọn họ, võ đạo chi tâm là độc quyền thuộc về phá hư cảnh, hơn nữa còn thuộc về một bộ phận người rất ít, tuyệt đối không phải là phá hư cảnh liền có thể nắm giữ. Sắc mặt của Mặc Chính Tín nghiêm nghị. Các ngươi còn nhớ Từ Tu Nhiên và Trương Mạch đồng hành với chúng ta không? Tự nhiên nhớ. Bốn người Mặc Nguyên Minh đều gật đầu, bốn vị này là khách quý Hải Hoàng tự mình chiêu đãi, mặc dù là nhân tộc thấp kém, nhưng bọn họ không dám coi thường. Hai người này cũng phân biệt tu ra đao tâm và kiếm tâm, hơn nữa còn thâm hậu hơn nhân tộc này. Mặc Chính Tín nói. Cái gì? Bốn người Mặc Nguyên Minh đều chấn kinh đến tê cả da đầu. Nhân tộc thực sự là chủng tộc thấp kém sao? Ba người kia đều không bước vào phá hư cảnh, nhưng nắm giữ võ đạo chi tâm mà đại bộ phận phá hư cảnh không thể nắm giữ. Như thế so sánh, làm sao cảm giác hải tộc mới thấp kém nhỉ? Trong lòng Mặc Chính Tín thở dài, hải tộc chiếm thượng phong ở tu luyện cảnh giới, dưới long huyết gia trì, thể phách cũng mạnh hơn nhân tộc nhiều, nhưng nói đến lính ngộ đạo thì nhân tộc càng hơn một bậc. Đúng vậy, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Nhưng hắn lập tức thu hồi cảm khái trong lòng, lạnh nhạt nói. Trước không quan tâm những chuyện đó, giết nhân tộc này cướp đoạt chân long huyết thạch. Vâng. Bốn người Mặc Nguyên Minh đều quát lên, lần thứ hai vây quanh Lăng Hàn. Lăng Hàn vung động tay trái, bây giờ hắn tràn ngập hứng thú với vận chuyển kiếm tâm, không ngừng diễn luyện, mỗi qua nháy mắt, hắn liền phát hiện lĩnh ngộ kiếm tâm lại có tiến bộ. Coi như nắm giữ kiếm tâm thì đã làm sao, dù sao chỉ là một nhân tộc, hơn nữa tu vi mới hóa thần cảnh mà thôi. Bốn người Mặc Nguyên Minh đều xuất kích, phát động tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn giật động kiếm tâm, ảnh hưởng binh khí của bốn người, để linh khí trong tay bọn họ như muốn tạo phản, căn bản không thể chính xác. Bốn người Mặc Nguyên Minh đều ngơ ngác, ngay cả chính xác cũng không thể, còn đánh cỏng lông. Nếu như Lăng Hàn là đại năng phá hư cảnh, vậy quên đi, vì đánh không lại, nhưng bây giờ đối phương chỉ là một hóa thần cảnh, để bọn họ thúc thủ chói tay như vậy, thực sự là quá mất mặt. Bọn họ phát điên, đối phương căn bản trốn cũng không trốn, mặt bọn họ công kích, nhưng bọn họ lại không thể động tới góc áo của đối phương, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Võ đạo chi tâm thật cường đại như vậy sao? Rất nhanh Lăng Hàn không còn hứng thú, bốn người này quá yếu, trợ giúp hắn tăng kiếm tâm có hạn, e là phải giao thủ với Từ Tu Nhiên tiểu kiếm đế, dùng đao tâm kiếm tâm của bọn họ đến mài rũa, kiếm tâm của mình mới có thể cấp tốc trưởng thành. Tay phải hắn đánh ra, phúc địa ấm lóng lánh kim quang, đùng 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 đùng. Bốn người Mặc Nguyên Minh bị hắn chấn bay ra ngoài. Hoa! Bốn người Mặc Nguyên Minh đều phun máu tươi ở dưới công kích của Lăng Hàn trọng thương. Phế vật! Mặc Chính Tín lạnh lùng nói, trên mặt đều là vẻ xem thường. Ngay cả một nhân tộc hóa thần cảnh cũng không thu thập được, không phải phế vật thì là cái gì? Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Nói như ngươi không phải phế vật vậy. Ta tự nhiên không phải phế vật. Mặc Chính Tín đàng hoàng trịnh trọng nói. Có phải phế vật hay không, không phải miệng nói là được. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, để ta đánh phục ngươi, cho ngươi biết kỳ thực mình cũng là phế vật. Có khả năng sao? Hai tay của Mặc Chính Tín rung lên đều hóa thành vuốt rồng. Ngươi tu ra võ đạo chi tâm có thể điều khiển thiên hạ vạn khí, nhưng binh khí của ta là thân thể của mình biến thành, ngươi nhưng ảnh hưởng sao? Lăng Hàn nhìn hắn nói. Tựa hồ ngươi rất tự tin với mình. Đương nhiên, ta chính là thiên tài xuất sắc nhất Tây Hải Mặc gia, bây giờ mới 27 tuổi đã là thiên nhân tầng 9, cách phá hư cảnh chỉ kém một bước. Mặc Chính Tín ngạo nhiên nói. Đây quả thật là rất châu bò, đủ tự hào. Lăng Hàn cười nói. Một bước này có khả năng cả đời cũng không bước qua được. Dựa vào huyết mạch cũng giới hạn bởi huyết mạch, đi không ra con đường của mình thành tựu nhất định sẽ có hạn. Đừng đứng nói chuyện không đau eo, chỉ là nhân tộc mà thôi, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Mặc Chính Tín ra tay, bước ra một cước đã tới trước người Lăng Hàn, vuốt phải thò ra, đánh thẳng tới ngực. Nếu như oanh chúng, như vậy lấy trình độ sắc bén của vuốt rồng, dù cho thể phách của Lăng Hàn cũng sẽ trọng thương. Lăng Hàn đưa tay ra tóm tới vuốt rồng. Lớn mật. Muốn chết. Bốn người Mặc Nguyên Minh đều hừ lạnh, vuốt rồng a, đó là tồn tại cỡ nào, ngươi lại muốn chống đỡ, thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đùng.
Lăng Hàn nắm lấy vuốt rồng trên tay trái tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đó là kim cương thể. Nắm lấy, vững như bàn thạch. Làm sao có khả năng? Con ngươi của bốn người mặt nguyên minh đều muốn trừng ra, sao có thể có chuyện đó? Một nhân tộc chỉ dựa vào tay thịt liền tóm lấy vuốt rồng, cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Ta sát! Ngay cả mặt chính tín cũng biến sắc, hắn phát hiện tay của đối phương cứng như kim thạch, vuốt rồng không thể tổn thương, cái này thật đáng sợ. Có điều, nhân tộc lại dám cận chiến với hải tộc, đặc biệt là vương giả hải tộc. Phải biết sở trường của nhân tộc là lĩnh ngộ võ đạo, kéo dài khoảng cách liều, pháp, và kỹ, mới là vương đạo, cận chiến là thuộc về lĩnh vực của thể tu. Vương giả hải tộc bởi vì long huyết gia trì, mỗi người đều là thể tu thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Cận chiến, ngươi không có thể lực, một trường vỗ ra cần bao lâu? Điểm ấy thời gian ta có thể đánh ra 10 phát 100 phát, đánh giết ngươi thành cặn bã. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Liều mạng cận chiến. Mặt chính tín hừ lạnh, một tay khác cũng tóm tới Lăng Hàn. Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc lại chuẩn. Ở trong khoảng cách ngắn, Lăng Hàn làm sao chặn. Nếu kéo dài khoảng cách như vậy chỉ cần tay vừa nhấc, nguyên lực phun ra liền được, tốc độ chậm một chút cũng không sao, dù sao cánh tay cũng không dài bao nhiêu nha. Nhưng bây giờ thì sao, tay ngươi mới giơ lên, vuốt rồng của ta đã cắt đứt cổ của ngươi. Mặt chính tín lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đòn đánh này, một nhân tộc thiên tư hơn người sẽ chết mất, điều này làm cho hắn rất thoải mái. Đánh giết người bình thường nào có vui vẻ gì, giết 1.000 10.000 cũng không thoải mái bằng giết một thiên tài. Đùng! Nhưng hắn ngơ ngác phát hiện, Lăng Hàn đưa tay phải ra, lại nắm lấy vuốt rồng của hắn. Sao nhưng có chuyện đó? Trước đó hắn có quá trình tăng tốc độ phóng về phía Lăng Hàn, như vậy tuy Lăng Hàn đồng sau, nhưng có thời gian làm bước đệm, như vậy nắm lấy tay của mình còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại thì sao? Lẽ nào nhân tộc này cũng nắm giữ thể lực kinh người, bằng không làm sao có khả năng phản ứng nhanh như thế? Lăng Hàn cười nhạt nói. Nguyên bản ta còn có mấy phần yêu tài, tương lai ngươi có thể ở trong đại tai họa ra một phần lực, nhưng ngươi lại muốn chết, ta cũng chỉ đành tác thành ngươi. Hừ, ta thừa nhận coi thường ngươi, nhưng nếu ngươi muốn giết ta. Nằm mơ. Mặt chính tín cười gằn, đột nhiên giơ cước đạp tới Lăng Hàn. Lăng Hàn lên chân đón lấy, oành 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 oành. Chân hai người không ngừng đá kích đối phương, bởi vì cánh tay của song phương nắm lẫn nhau, nên mỗi một cước đều va chạm chặt chẽ vững vàng. Hải tộc có ưu thế ở thể phách của mặt chính tín có thể so với chân kim cấp 9, mà Lăng Hàn cũng không kém, tương tự đạt đến tầng thứ này. Trên lý thuyết, hai người hẳn là đánh hóa nhau. Nhưng hóa nhau cũng không có nghĩa là hai người sẽ không bị thương, ngược lại, mỗi một lần va chạm bọn họ đều bị trùng kích cực lớn, hai chân ở trong va chạm biến hình. Đây giống như một tuyệt thế bảo kiếm không gì không xuyên thủng, nhưng để hai thanh bảo kiếm như vậy va chạm vào nhau, vậy cả hai đều sẽ xuất hiện tổn hại, thậm chí cùng nhau gãy vỡ. Hiện tại là như thế, chân của hai người đều uốn cong, hơn nữa trình độ vặn vẹo có chút đáng sợ. Nhưng bọn họ còn đang không ngừng công kích đối phương, cái này liều chính là một hơi, ai không thể tiếp tục kiên trì, vậy bị đá trúng không phải chân, mà là chỗ yếu hại bụng dưới. Nếu như đan điền bị đá bạo, vậy không phải thành phế nhân sao? Mặt chính tín thầm hối hận đến mức độ như thế, linh khí, pháp chỉ gì cũng không có cơ hội sử dụng, cánh tay của song phương nắm lẫn nhau, căn bản không thể lấy linh khí pháp chỉ ra được. Nhưng hắn là đời sau mặt ra, trên người mang theo vài kiện bảo khí lợi hại, mỗi một kiện đều đủ để tiêu diệt Lăng Hàn, hiện tại tế không ra, hắn há có thể không hối hận. Ai bảo hắn ức hiếp nhân tộc, muốn cận chiến với đối phương, không nghĩ tới gặp phải kình địch. Lăng Hàn nhọn miệng cười nói, hối hận rồi sao? Ha ha, tại sao ta phải hối hận, ngươi thấy tình cảnh của mình tốt hơn ta sao? Mặt chính tín không cam lòng yếu thế. Xác thực tốt hơn ngươi. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, bắp đùi cong gãy lập tức khôi phục bình thường. Cái gì? Mặt chính tín kinh hãi đến biến sắc, con mẹ nó đây là sức khôi phục gì? Ngươi thực là nhân tộc sao, ngươi xác định không phải quái vật. Hiện tại thì sao? Lăng Hàn đá tới một cước. À! Mặt chính tín kêu thảm thiết, tuy uy lực của một cước này không hề tăng lên, nhưng hắn cảm giác ở trong va chạm bị trọng thương. Đây là tác dụng tâm lý, hắn bị trọng thương, nhưng Lăng Hàn khôi phục hoàn toàn, so sánh như vậy tự nhiên để hắn có chút tan vỡ, càng có một loại nhục nhã mãnh liệt, thân là hậu duệ chân long, hắn lại ở thể phách thua nhân tộc. Lăng Hàn không chút lưu tình, ra chân càng nhanh.
Oành 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 oành. Một khi chiến ý của Mạc Chính Tín dao động, chân khí tự nhiên không thuận, nhất thời bị Lăng Hàn cuồng đá. Oành, hắn không bắt được Lăng Hàn nữa, bị đá bay ra ngoài. Khóe miệng của hắn chảy huyết, bụng lún xuống, nhìn thấy mà giật mình. Mạc Chính Tín miễn cưỡng bò lên, hắn thở hổn hển, thoáng bình phục tâm tình, lấy ra một cuốn sách. Pháp chỉ của phá hư cảnh. Ngươi rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn cười lạnh nói. Ở trước mặt sức chiến đấu của phá hư cảnh, ngươi chỉ là một run rế. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên mở pháp chỉ, uy thế vô tận tràn ra, để bốn người Mạc Nguyên Minh không tự chủ được quỳ xuống, không có một chút sức chống cự. Đây phảng phất như một vị phá hư cảnh đích thân tới, không phải là khí thế đơn giản như vậy, dù vương giả thì đã làm sao thân thể cũng muốn tan vỡ. Lăng Hàn cười nhạt, vung tay phải lên tung ra 108 thanh đoản kiếm tạo thành băng long oanh địa trận. Nhất thời, một băng long sinh thành, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đi! Lăng Hàn chỉ tay một cái, băng long liền giết tới Mạc Chính Tín. Pháp chỉ vừa mở, đi ra một nam tử vóc người khôi ngô, tỏa ra khí tức mạnh mẽ của phá hư cảnh, phát hiện băng long lao tới, hắn lập tức tiến lên nghênh tiếp. Oành oành oành! Song phương đại chiến, trong nháy mắt sức chiến đấu của phá hư cảnh đánh tan núi đá bốn phía. Nếu không phải đây là vượt long quật, ngôi sao trên trời khẳng định lại muốn xui xẻo, không biết sẽ rơi bao nhiêu. Nam tử kia bị áp chế. Cái gì? Năm người Mặc Chính Tín đều lộ ra vẻ không thể tin được, đây chính là lá bài tẩy lớn nhất của bọn họ. A, ở chỗ này phá hư cảnh không thể vào, pháp chỉ của phá hư cảnh còn chưa đủ châu bò. Nhưng bây giờ thì sao? Lại bị áp đảo nghiêng về một phía. Lăng Hàn lại sáng tỏ, lực lượng phong ấm trong pháp chỉ có thể mạnh đến mức nào? Sẽ bị người chế tác, vật liệu bản thân pháp chỉ hạn chế, nhưng đạt đến sức chiến đấu của phá hư ngũ tinh đã rất ghê gớm. Tới phá hư cảnh, một tinh một thiên địa, huống chi chênh lệch hai tinh thậm chí nhiều hơn, băng long rít gào, phá tan pháp chỉ thành từng mảnh. Không! Mạc Chính Tín phát ra tiếng kêu thảm, nhưng không có chút hồi hộp nào mà bị băng long cắn giết. Lăng Hàn đằng đằng sát khí, đang muốn giết luôn bốn người Mạc Nguyên Minh, nhưng sắc mặt kinh biến, chỉ thấy con bọ chét kia đang từ xa bay vụt về, tốc độ nhanh kinh người. Nó thấy chân long huyết thạch biến mất, nhất định sẽ rất tức giận, mau lui. Lăng Hàn không kịp thu thập bốn người Mạc Nguyên Minh, ngược lại cũng không bị hắn để ở trong mắt, hắn lao vút trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Thần đạo Đan Tôn, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Xông vào. Lăng Hàn chạy tới chỗ ước định với hổ nữ, chỉ thấy tiểu nha đầu đã sớm đến, đang nhàm chán ngồi ở trên tảng đá lắc chân, miệng nhỏ bĩu lên có vẻ rất không vui. Phát hiện Lăng Hàn lại đây, nàng hừ hừ nói. Lăng Hàn, ngươi quá chậm, để nữ chờ lâu. Xin lỗi, xin lỗi. Lăng Hàn vội cười nói. Lần này đều nhờ có nữ. Hổ nữ chuyển dần thành vui, vỗ tay nói. Nữ là giỏi nhất. Nữ đúng là giỏi nhất. Lăng Hàn xoa xoa đầu của hổ nữ, cô gái nhỏ này thực quá đặc biệt. Xem thu hoạch một chút. Lăng Hàn và hổ nữ đồng thời tiến vào hắc tháp, gọi Hách Liên Tầm Tuyết tới, nàng đang ôm Lăng Kiến Tuyết đồng thời đi tới trước chân long huyết thạch. Nha nha! Lăng Kiến Tuyết múa tay, muốn tránh thoát Hách Liên Tầm Tuyết ôm ập. Ô! Lăng Hàn ngẩn ra. Tiểu tử này cảm giác được lực lượng của chân long huyết thạch sao? Hắn dừng một chút, mới nói. Tầm Tuyết, nàng thả con ra đi. Ở trong hắc tháp tự nhiên không thể có vấn đề gì. Hách Liên Tầm Tuyết theo lời thả nhi tử ra, tiểu tử lập tức bò tới bên chân long huyết thạch. Tuy nó còn chưa tới một tuổi, nhưng man lực cực kỳ mạnh, tốc độ nhanh kinh người, rất nhanh liền chạy đến trước chân long huyết thạch, bò lên đến đỉnh chóp, nó thoải mái nằm nhoài xuống, như con bò chết kia vậy. Lăng Hàn lập tức chú ý tới trên người nó có từng đạo long văn lấp lóe, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, có long uy tỏa ra, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Hấp thu chân long chi huyết, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đối với hậu duệ chân long mà nói, chân long chi huyết này tuyệt đối là bảo vật hiếm có, không gì nhưng thay thế. Lăng Hàn đi tới đưa tay về sát chân long huyết thạch, lập tức cửu long bá thể thuật tự động vận chuyển, lấy ra tinh hoa trong huyết thạch cường hóa thân thể của hắn, để thể chất của hắn hơi tăng cường, còn lực lượng thì tăng lên trên diện rộng. Hắn có loại kích động, muốn hút sạch năng lượng trong huyết thạch, để man lực lập tức xông lên thiên nhân cảnh thậm chí càng mạnh hơn. Hắn vội khắc chế, lực lượng tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, cần phải có đủ tâm cảnh để điều khiển nguồn lực lượng này. Kiếp trước hắn chỉ là thiên nhân cảnh, sức chiến đấu căn bản không tính mạnh mẽ, thậm chí không sánh bằng hiện tại, không còn ưu thế trên tâm tình.
Nhưng nói, ngoại trừ bước vào thiên nhân cảnh vẫn là đường xưa, hắn đã toàn diện vượt qua đời trước, mà thời gian vẹn vẹn chỉ 5 năm, để hắn nghĩ lại cũng như đang nằm mơ. Đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong cần cẩn thận mài giũa cảnh giới lại đột phá, không thể lưu khuyết điểm bằng không có thể tạo thành ảnh hưởng lớn. Lăng Hàn thu tay về, nói, tiểu tháp, tiểu tử này hấp thu chân long chi huyết như thế có vấn đề gì không? Tiểu tháp hiện lên, lạnh nhạt nói, thể chất của hắn không tệ, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi tốt nhất chết sớm một chút, như vậy con trai của ngươi kế thừa hắc tháp, nhất định càng ưu tú hơn ngươi. Giờ, quờ, e, tờ. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật, ngươi biểu dương con trai của ta cũng không cần làm thấp ta như thế chứ. Cái tháp kiêu ngạo này, một ngày nào đó phải để nó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có điều, không thành vấn đề là tốt rồi, cứ để tiểu tử này nằm ở đó hấp thu chân long chi huyết đi. Thật không biết thời điểm nhi tử mở ra linh căn, man lực có thể đạt đến độ cao thế nào. Sinh hoa cảnh, linh anh cảnh. Ba người Lăng Hàn ra hắc tháp, bảo vật quý giá nhất đương nhiên là răng của chân long, so sánh với đó, cái khác đều là hạt vừng, dù cho khối chân long huyết thạch kia cũng chỉ có thể coi là hạt vừng lớn hơn một chút. Ngang, mới ra hắc tháp, liền nghe được tiếng gào thét đáng sợ truyền vang, chấn động đến da rẻ của bọn họ đều gợn sóng, như sóng nước. Là con bọ chết kia trở về phát hiện không còn chân long huyết thạch, tự nhiên phát điên, hận không thể hủy diệt vùng thế giới này. Đi mau. Ba người Lăng Hàn vội vã rời đi, chống đối nó quả thực là đang tự tìm đường chết, chỉ kẻ ngu si mới làm. Một đường chạy ra hơn 100 dặm, tuy còn có tiếng gào thét đang vang động, nhưng gần sóng trong không khí đã không thể sản sinh ảnh hưởng với bọn họ. Đây chính là phá hư cảnh, gầm lên giận dữ cũng có thể chấn thương cường giả thiên nhân cảnh. Lại đi mấy 100 dặm, tiếng giống giận mới hoàn toàn biến mất, để ba người thở phào nhẹ nhõm. May là nó không có truy kích khắp nơi, nếu bị nó nhìn chằm chằm, Tích Sinh kiếm thức tỉnh nhưng đỡ được sao. Bọn họ không đi tìm chân long huyết thạch hay long huyết thảo nữa, hiện tại bọn họ chỉ nhìn chằm chằm răng của chân long, dù sao bọn họ không biết sẽ ở tầng thứ 4 tiêu tốn bao nhiêu thời gian. 2 ngày sau, bọn họ đi tới cuối tầng thứ 3, nơi này không có đường nối do xương hình thành, chỉ có một cánh cửa nhìn rất phổ thông, nhưng liên thông một thiên địa tuyệt nhiên không giống, đối diện là hải dương hỏa diễm. Khà khà, rốt cuộc đợi được ngươi. Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy 4 người từ tu nhiên dồn dập hiện thân, ngăn trở lối vào. Lăng Hàn nhọn miệng cười nói, để cho các ngươi đợi lâu, thật không tiện. Không sao, dùng mạng của ngươi bồi thường là được. Tiểu kiếm đế lạnh lùng nói, vậy thì càng không tiện, ta rất coi trọng tính mạng của mình, không có dự định giao cho ai. Lăng Hàn nhìn 4 người kia, ánh mắt lạnh lùng. Bằng thực lực của bản thân chiến một trận, hắn không sợ 4 người này, dù cho sức chiến đấu không bằng, lấy thể phách của hắn cũng có thể khôi phục trở thành người cười cuối cùng. Nhưng mọi người đều nắm giữ sức chiến đấu vượt qua cảnh giới cái gì tuyệt đao, sơn hà phủ. Này e phải mang con bò chết kia tới mới có thể ngang hàng. Hắn lập tức làm ra quyết định, muốn trực tiếp xông qua, trước tiên đoạt lấy răng của chân long, còn 4 người này có thể để sau lại thu thập. Nhận lấy cái chết. Từ tu nhiên lập tức lấy ra tuyệt đao, lôi đình chi tử thì lấy sơn hà phủ, nâng ở trong tay, món bảo khí này đã thức tỉnh tỏa ra khí thế bá đạo tuyệt luôn. Lăng Hàn thu Hách Liên Tầm Tuyết và hổ nữ vào trong hắc tháp, ngược lại 4 người đối phương đã biết hắn có một không gian thần khí, dùng ở trước mặt bọn họ cũng không đáng kể. Muốn xông vào. Ngươi quá ngây thơ. Tiểu kiếm đế cười lạnh nói, hắn cũng lấy ra một thanh bảo kiếm, kiếm ý lưu truyền, món bảo khí này thức tỉnh tỏa ra khí tức ác liệt, cho dù không đạt đến phá hư cảnh cũng kém không xa. Đông Linh Nhi đồng dạng xuất kiếm, nàng vẫn chưa nắm giữ kiếm tâm, nhưng tự có chỗ cường đại của nàng, phát động lực lượng huyết thống, ở sau lưng mở ra 2 cánh chim thật dài, còn có một quang ảnh dệt thành phượng vĩ, thật giống như đã biến thành một con hỏa phượng. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Cái chồng. Tứ đại vương giả trẻ tuổi liên thủ phong tỏa, lại thêm tuyệt đao và sơn hà phủ, có thể nói vững như thành đồng vách sắt, ngay cả phá hư cảnh cũng không có mấy người có thể xông qua. Lăng Hàn lấy ra Tích Sinh kiếm cười nói, vậy ta liền xông cho các ngươi nhìn. Lăng Hàn không chút do dự giết ra, xông thẳng về tầng thứ 4. Chỉ cần giết vào, đám người tử tu nhiên sẽ không thể đuổi theo. Tích Sinh kiếm ở dưới khí tức của tuyệt đao, sơn hà phủ tự động thức tỉnh, trận văn phát sáng, sát khí phần thiên. Lăng Hàn không có lấy băng long oanh địa trận, hiện tại hắn chỉ cần xông vào, lại không phải muốn chiến thắng 4 người này, độ khó hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Lẽ nào Tích Sinh kiếm không chặn được một đòn liên thủ của Tuyệt Đao Sơn Hà phủ? Thực là chuyện cười. Cút về. Tứ đại cường giả liên thủ oanh kích, hơn nữa còn dùng sát khí như Tuyệt Đao Sơn Hà phủ, quả thực ngay cả phá tư cảnh cũng không dám gánh phong mang. Lăng Hàn xông vào, Tích Sinh kiếm phóng ra ánh sáng trận văn vô tận, chăm chú bao hắn lại, xông vào cánh cửa kia. Ầm ầm ầm. Trong va đấu kịch liệt, Lăng Hàn không nhịn được phun máu tươi, nhưng mạnh mẽ phá tan bốn vương giả trẻ tuổi liên thủ phong tỏa, tiến vào trong cánh cửa kia. Vừa đi vào, hắn lập tức lấy ra Tử Linh chi hoa, vụ nhất thời đó kỳ hoa này tỏa ra ánh sáng hắc ám, áp chế hỏa diễm sôi trào ở bốn phía. Ngọn lửa này không hề ảnh hưởng tới thân thể, mà thẳng vào thần hồn, muốn thiêu sạch linh hồn của hắn, mà Tử Linh chi hoa thì vừa vặn có thể khắc chế. Về phần tại sao có thể khắc chế, Lăng Hàn cũng không nói ra được nguyên do, chỉ biết là hiệu quả rất tốt. Hắn quay đầu lại xem, chỉ thấy vẻ mặt của bốn người từ tu nhiên đều quái lạ, cũng không có bởi vì để hắn xông vào mà lộ ra vẻ uể oải, mà đang cười lạnh, một bộ ngươi là tên ngu ngốc. Lăng Hàn, chúng ta đều biết ngươi có một không gian thần khí, nhưng cố ý nói ra tác dụng của Tử Linh chi hoa, lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta ngốc sao? Từ tu nhiên cười lạnh nói. Đông Linh Nhi nói tiếp. Sai rồi, lời này là chúng ta cố ý nói cho ngươi nghe. Tử Linh chi hoa đúng là vật then chốt thông qua tầng thứ tư, nhưng chỉ là một cái, một điểm mấu chốt khác là phải tu ra võ đạo chi tâm, bằng không sẽ bị thiêu thành tro bụi. Sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đi vào lấy Tử Linh chi hoa, ngược lại lấy trạng thái hiện tại của ngươi cũng chạy không bao xa. Tiểu kiếm đế từ tốn nói. Lăng Hàn nha một trận cười nói. Hiện tại các ngươi cố ý nói cho ta nghe, là muốn ta lưu lại nơi này, mặt khác là chặn cửa, để ta chỉ có thể ở tại chỗ, chờ sau đó thuận tiện thu hồi Tử Linh chi hoa. Bây giờ nghĩ lại, vừa nãy các ngươi cũng không có toàn lực ngăn trở nha. Không sai, mượn cách này giết ngươi chẳng phải càng ít tốn sức sao? Lôi Đình chi tử từ tốn nói. Lăng Hàn cười ha ha. Các ngươi đã biết ta có một không gian thần khí, chẳng lẽ không biết chỉ cần ta đi vào trong trốn một chút, hoàn cảnh bên ngoài lại ác liệt thì đã làm sao có thể ảnh hưởng đến ta sao? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng thấy không gian thần khí thì không biết hiệu quả của không gian thần khí sao? Đông Linh Nhi gì nói. Không gian thần khí chỉ là thuận tiện mà thôi, không thể hoàn toàn ngăn cách hoàn cảnh, coi như ngươi trốn vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn mặt giãn ra cười nói. Vậy cho dù ta chết cũng sẽ không để Tử Linh chi hoa, không gian thần khí tiện nghi các ngươi trước đó các ngươi không tìm được. Hiện tại như vậy, sau này cũng thế. Nghe nói như thế, bốn người từ tu nhiên đều nhíu mày, đây quả thật là bọn họ lo lắng nhất. Bọn họ chỉ nghe nói qua không gian thần khí, nhưng từ trước tới nay chưa gặp qua, làm sao biết nên thu thế nào. Từ tu nhiên suy nghĩ một chút, mới nói. Ngươi giao Tử Linh chi hoa và không gian thần khí ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thấy Lăng Hàn lộ ra vẻ không phản đối, hắn giơ tay lên nói. Ta có thể thề với trời. Chúng ta cũng có thể thề. Ba người Đông Linh Nhi đều nói. So với răng của chân long và không gian thần khí, tính mạng của Lăng Hàn đương nhiên có thể trước để qua một bên, ngược lại cường giả của ngũ đại tông có thể chém giết hắn. Lăng Hàn cười ha ha nói. Các ngươi không biết con người của ta thấy chết không sờn sao? Không tán gẫu với các ngươi nữa, gặp lại. Hắn xoay người rời đi. Bốn người từ tu nhiên đều không ngờ ở bọn hắn nghĩ Lăng Hàn tuyệt đối là người thông minh, mà người thông minh sao có khả năng lựa chọn như vậy. Đây là lưỡng bại câu thương, mà bọn họ nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ, tổn thất một đóa Tử Linh chi hoa mà thôi, nhưng Lăng Hàn thì sao, là mất mạng. Nghĩ như thế nào Lăng Hàn cũng không phải loại thấy chết không sờn. Lẽ nào hắn tu ra kiếm tâm? Từ tu nhiên biến sắc, số lần hắn và Lăng Hàn giao thủ nhiều nhất cũng hiểu tính cách của Lăng Hàn hơn. Ba người Đông Linh Nhi cũng biến sắc, đây cũng không phải không thể, trước đó Lăng Hàn đã chạm tới biên giới kiếm tâm, mới có thể không bị Từ Tu Nhiên và Tiểu Kiếm Đế ảnh hưởng, đánh giết Cổ Minh. Người khác không cách nào trong thời gian ngắn làm được như vậy, nhưng Lăng Hàn há là người bình thường. Vậy thì có chút nguy rồi. Kiếm tâm thêm vào Tử Linh chi hoa, đủ để đối kháng hồn hỏa ở tầng thứ tư, đạt được răng của chân long tuyệt đối không khó. Mà bọn họ bảo vệ nơi này cũng không có tác dụng gì, kỳ hạn vừa đến, Lăng Hàn tự nhiên sẽ bị đưa ra rùa long quật. Chúng ta trước tiên bảo vệ ở nơi này, thời gian vừa đến nếu không thể chặn Lăng Hàn thì lập tức trở về Trung Châu, mời đại năng ra tay, nhất định phải chém giết người này. Không sai, người mang răng của chân long và không gian thần khí tuyệt đối đáng giá đại năng ra tay.
Bốn người đều ngồi ở lối vào kiên trì chờ đợi, dưới cái nhìn của bọn họ, tuyệt long quật này chỉ có một vật đáng giá ra tay, là răng của chân long, căn bản khinh thường lãng phí thời gian đi tìm bảo vật khác. Lăng Hàn tay cầm tử linh chi hoa, cất bước ở trong biển lửa, vững như núi Thái Sơn thong dong đến cực điểm. Dứt bỏ linh hồn bị đốt, lực sát thương của ngọn lửa này đối với thân thể hầu như bằng không, mà linh hồn có tử linh chi hoa bảo vệ còn có kiếm tâm gia trì, như vậy thì không có gì phải lo sợ. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Răng của chân long. Hắn nhanh chân mà đi, kết cấu của tầng thứ tư này vô cùng đơn giản, chính là một đại đạo thông đến cùng, bởi vậy hắn không có lựa chọn khác, chỉ đi về phía trước. Có người nói ở cuối cùng chính là răng của chân long, chỉ là ai cũng không cách nào vào được, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Đường nối rất dài, non nữa ngày sau Lăng Hàn rốt cục nhìn thấy phần cuối, phía trước xuất hiện một tế đàn bằng đá, rất lớn, nhưng bốn phía có một vầng sáng màu tím như thực chất, bao vây tế đàn ở trong đó. Đến nay mới thôi, không ai có thể vượt qua vầng sáng này, bằng không có người có thể đi vào lại đi ra, thì sao không lấy được răng của chân long chứ? Ở trung ương tế đàn bày đặt một hàm răng to lớn, dài cả trượng, toàn thân trắng loáng, phảng phất như một vật mỹ nghệ tinh xảo, chỉ nhìn thì có cảm giác vui tai vui mắt. Hơn nữa, cho dù cách xa như vậy, Lăng Hàn cũng có thể cảm ứng được hàm răng tản mát ra khí thế bàng bạc. Răng của chân long. Răng của chân long chỉ cách gang tấc. Lăng Hàn đi lên phía trước, đã đến nơi này, hắn làm sao cũng phải thử một lần, coi như cuối cùng vận dụng tích sinh kiếm chém, thậm chí mời tiểu tháp ra tay, hắn cũng phải thử nghiệm một chút. Chân long lưu lại thần vật, dù cho phóng tới thần giới cũng có thể gợi ra tranh đoạt. Vù, khi Lăng Hàn đi tới trước vầng sáng màu tím, vầng sáng kia như sóng nước nhúc nhích bao trùm hắn vào. Hắn cúi đầu xem, chỉ thấy tử linh chi hoa trong tay đang phát tán ra ánh sáng thăm thẳm, tựa hồ đang câu thông với vầng sáng màu tím. Hắn bừng tỉnh, nếu không như vậy, trước đó rất nhiều người có thể tới nơi này, tuy sau đó đều chết, nhưng vì cái gì lại nói nhất định phải dùng tử linh chi hoa mới có thể lấy đi răng của chân long? Bởi vì tới đây không khó, khó là làm sao thông qua vầng sáng màu tím kia, tử linh chi hoa liền đưa đến tác dụng như chìa khóa. Quái lạ. Lăng Hàn hơi nhướng mày, trong lòng nổi lên một cảm giác không rõ, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn đã tiến vào tế đàn, kế tiếp chỉ cần thu răng của chân long vào hắc tháp. Vậy cho dù thần linh hạ giới cũng không thể làm gì. Tung tung tung. Hắn đi ở trên tế đàn, từng viên gạch đá phát ra quang mang, hình thành hoa văn kỳ dị nào đó, không ngừng tụ hợp, thật giống như diễn tấu một làn điệu kỳ diệu, nhưng không hề có một tiếng động vang lên. Hắn ngừng bước, trong lòng bay lên báo động mãnh liệt, nếu có nguy hiểm gì không thể kháng cự, hắn sẽ lập tức tiến vào hắc tháp, chắc chắn sẽ không tẩy mạnh. Dù sao nơi này chôn xuống á long mạnh mẽ nhất thiên hạ. Hắn ngừng lại, nhưng gạch đá còn đang phát sáng, liên tiếp, đan dệt thành quy luật nào đó, có một luồng khí tức mơ hồ lưu truyền, cổ xưa thương tang rồi lại mạnh mẽ, phảng phất trải qua vô số vạn năm. Đây là lão long kia lưu lại sao? Lăng Hàn quan sát, phát hiện chỉ là gạch đá phát sáng, không có những biến hóa khác, hắn tiến về phía trước, răng của chân long đang ở trước mắt, hắn không có lý do từ bỏ. Rốt cuộc. Hắn đi tới trước răng của chân long, chậm rãi đưa tay chạm tới răng của chân long, kế tiếp hắn chỉ cần lấy thần thức bao vây long nha, liền có thể thu vào hắc tháp. Vù! Tử linh chi hoa trong tay hắn bộc phát cường quang, rồi lại cấp tốc héo tàn, cánh hoa khô héo rơi xuống, thật giống như bị hấp thu tinh hoa, trở nên lu mờ ảm đạm, không còn chỗ thần gì nữa. Đúng lúc này, răng của chân long cũng tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, ngay cả Lăng Hàn cũng không cách nào nhìn thẳng, vội quay đầu đi cũng nhắm mắt lại, nhưng động tác thu lấy răng của chân long thì không chậm chút nào, thần thức đã bao bọc cả viên long nha lại. Thu cho ta. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, bởi vì hắn phát hiện không có cách nào thu long nha vào trong hắc tháp. Sao có thể có chuyện đó? Hắc tháp chỉ có một đồ vật thu không vào, là cá thể nắm giữ năng lực suy nghĩ độc lập, nhất định phải không chống cự ý chí của hắn mới có thể bị thu vào. Nhưng hiện tại rõ ràng là một viên long nha, tại sao không thể thu vào? Long nha có ý chí độc lập. Hoặc là nói, long nha chính là thần vật trời sinh liền không cách nào bị hắc tháp thu lấy. Lăng Hàn không rõ, nhưng hiện tại hắn căn bản không mở mắt ra được, tự nhiên cũng không cách nào kiểm tra long nha có gì quái lạ. Bao nhiêu vạn năm không hề biến hóa, sao hắn đến lại sản sinh biến hóa không tên chứ? Tử linh chi hoa. Nhất thời trong lòng hắn sáng tỏ, tuy trước có rất nhiều người đến nơi này, nhưng người nào cũng không có mang tử linh chi hoa, chỉ có hắn là ngoại lệ, do đó làm răng của chân long sản sinh biến hóa không tên.
Nhưng biến hóa này đến cùng là cái gì? Qua chí ít một nén hương thời gian, ánh sáng mà răng của chân long tản mát ra mới trở nên ảm đạm. Lăng Hàn mở mắt, chỉ thấy tử linh chi hoa trong tay đã triệt để điêu tàn, chỉ còn lại một cái cành không. Hắn nhìn lại răng của chân long, hiện tại cái răng trong suốt như ngọc này càng ngày càng trở nên long lanh, thậm chí trong suốt, tuy phía trên che kín hoa văn phức tạp, nhưng không ảnh hưởng hắn nhìn thấy bên trong long nha tựa hồ có một đồ vật gì đó. Cụ thể là cái gì thì không biết, hoa văn có tác dụng bảo vệ, mơ hồ có thể thấy được. Đồ vật kia đang ngọ ngợi. Cái này hết sức kinh người, một cái răng của chân long ở đây không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng bên trong lại xúc tích ra một loại sinh mệnh nào đó. Nhất định là sinh mệnh, có ý thức của mình mới sẽ không cho hắc tháp thu lấy. Cảm giác bất an trong lòng Lăng Hàn càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy mình như lọt vào một cái tròng nào đó. Nhưng việc đã đến nước này, hắn vẫn phát động chân thị chi nhãn, muốn xem tỉ mỉ. Hách! Lăng Hàn ngẩn ra, hắn cuối cùng nhìn thấy đồ vật ở trong long nha kia là một đứa bé trai. Nhìn khoảng 6-7 tuổi, còn nhỏ hơn hổ nữ vài tuổi, dáng dấp rất tuấn tú, toàn thân trơn bóng, nhưng không nhìn thấy nơi nào có tượng trưng của hậu duệ long tộc. Long nha này cũng thật quái đản, trải qua tháng năm dài đằng đẵng đã xúc tích ra ý thức của mình, thu được tân sinh mệnh. Không đúng. Ngươi xem như thi đại thi nhị, tuy cũng là thi thể phục sinh, nhưng ít nhất cũng từ trên thi thể hoàn chỉnh diễn hóa ra, một viên long nha cũng có thể xúc tích ra sinh mệnh, đây không phải có chút kinh người sao? Thẻ 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 thẻ. Thời điểm hắn suy nghĩ viển vông, trên long nha xuất hiện từng vết nứt, giống như mạng nhện che kín cả viên long nha, sau đó vành. Cả viên long nha vỡ nát, trên đất có thêm một đứa bé trai. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. A Long tái hiện. Ha 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 ha, bản tòa rốt cuộc sống lại. Đứa bé trai này phát ra thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí lại như ông cụ non. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Hàn, không khỏi ngạo nghễ nói. Tiểu bối, thấy lão tổ tông còn không quỳ xuống. Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, đây là yêu quái từ đâu tới. Nhưng hắn lập tức phát hiện đứa bé trai này chỉ là luyện thể cảnh, vậy còn có kiêng kỵ gì, liền lấy tay tóm tới. Lớn mật, lại dám vô lễ với lão tổ tông, xem bản tỏa làm sao trừng trị ngươi. Bé trai kia tức giận nói, vù, hắn tỏa ra long uy đáng sợ, chí cao chí thượng, tin tưởng tiên vu thông, văn nhân kiệt ở đây cũng không nhìn được quỳ xuống, cái này không quan hệ với tu vi, thuần túy là nghiền ép trên huyết mạch. Nhưng long uy như vậy đối với Lăng Hàn có điều dùng. Hắn không phải long tộc, hơn nữa tu ra kiếm tâm có hắc tháp tỏa chấn ở trong người, không sợ nhất chính là uy thế tinh thần. Bàn tay nắm tới, bé trai đắt lọt vào trong tay hắn, Lăng Hàn cười hì hì, đánh đến cái mông. Đùng đùng đùng, nhất thời để bé trai kêu to hoa hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót. Quá bi phẫn, hắn là thân phận gì, lại bị một hậu bối đánh đòn, hơn nữa còn đánh cởi chuồng, điều này làm cho hắn tức đến ói máu. Tiểu bối, mau dừng tay. Ngươi biết bản tỏa là ai không? Bé trai kêu to hoa hoa, không ngừng giãy giụa. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Không phải là con Á Long lúc trước sao? Kiêu ngạo cái gì chứ? Bé trai không khỏi ngẩn ra. Vì sao ngươi lại đoán như thế? Mẹ kiếp, nếu như ngươi không phải con Á Long kia, thì làm sao có thể lấy ra tinh hoa trong răng của chân long? Hơn nữa, dáng dấp như ông cụ non, khiến người ta nhìn đã muốn đánh. Lăng Hàn tức giận nói, nhưng không có đánh nữa, tiện tay ném bé trai qua một bên, sau đó cho nó một bộ quần áo. Bé trai mặc vào, nhưng quần áo của Lăng Hàn đối với hắn mà nói thì hơi lớn, dài đến chân cũng không nhìn thấy. Hắn không khỏi phiền muộn nói. Lẽ nào không có quần áo nhỏ hơn sao? Có, bất quá là con gái mặc, ngươi có muốn hay không? Lăng Hàn nói. Bé trai do dự một chút, lắc lắc đầu nói. Bản tỏa vẫn là mặc bộ này đi. Hắn cuốn tay áo và ốm quần lên, nhưng quần áo rộng quá mức, nhìn vẫn không ra ngô ra khoai, để Lăng Hàn nhìn không được cười to. Nếu biết thân phận của bản tỏa, lại còn dám chê cười, ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Bé trai hung tướng nói. Đùng. Lăng Hàn cốc đầu nó một cái, nhất thời để bé trai ôm đầu kêu đau. Làm sao, mới vừa rồi còn không đánh phục ngươi. Bé trai không rõ nói. Tại sao ngươi không bị long uy của bản tỏa ảnh hưởng? Tuy tu vi của bản tỏa hoàn toàn biến mất, tất cả làm lại từ đầu, nhưng từ răng của chân long xúc tích thân thể lần nữa, long uy mạnh nhất thiên hạ, bất kỳ hậu duệ long tộc nào cũng phải bị ảnh hưởng. Lăng Hàn cắt một tiếng, nói. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn cẩn thận, ta không phải hậu duệ long tộc.
Cái gì, ngươi không phải hậu duệ của Long tộc? Bé trai không thể tin tưởng. Nhưng bản tọa rõ ràng cảm ứng được khí tức của Long tộc ở trên thân thể ngươi. Cái này rất bình thường, vợ của hắn là Long tộc, nhi tử cũng có huyết mạch Long tộc. Hơn nữa hắn còn tu luyện cửu long bá thể thuật, trên người có chút long vị thì có gì kỳ quái. Lăng Hàn nâng bé trai lên nói. Đúng là quên hỏi ngươi, ngươi tên gì nhỉ? Bé trai nỗ lực bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ôm hai tay trước ngực, giả vờ thâm trầm, chỉ là bị Lăng Hàn nắm cổ áo, thân thể không ngừng đảo quanh, nhất thời để nghiêm túc của hắn không còn sót lại chút gì. Hắn thẹn quá thành giận nói. Coi như ngươi không phải hậu duệ long tộc, nhưng bản tọa là tiền bối không biết bao nhiêu năm trước. Ngươi nhất định phải duy trì tôn kính nên có với bản tọa. Huống hồ, nơi này còn cần bản tọa đến cứu vớt. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, năm đó Á Long cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thần linh hạ giới cũng không thể giết chết, vậy khẳng định sẽ biết chân tướng thanh toán. Hiện tại vượt qua vô số năm tháng sống lại, hắn chắc chắn sẽ không bất đắc dĩ chết già nữa. Cái gọi là cứu vớt, lẽ nào cũng muốn khai thiên sao? Hắn không có trực tiếp hỏi, mà nói. Đừng tưởng rằng ta không biết. Nơi rùa quái này cần tử linh chi hoa mới nhưng đi vào, khẳng định là ngươi dở trò, có quan hệ tới chuyện ngươi trọng sinh. Phải biết, tử linh chi hoa là ta mang đến, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi còn bày biện cái giá tiền bối, có phải mông lại ngứa hay không? Tuy tử linh chi hoa kỳ thực là bọn người tử tu nhiên mang đến, nhưng Lăng Hàn cần nói rõ với đối phương sao? Khí thế của bé trai không khỏi yếu đi, bị Lăng Hàn nói trúng rồi, then chốt để hắn sống lại chính là tử linh chi hoa, đây ép không thể thiếu, từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đúng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn hừ một trận nói, cũng được, bản tỏa sẽ nói cho ngươi biết tên thật của bản tỏa. Bản tỏa lấy Hách Liên làm họ, tên Thiên Vân chính là Á Long mạnh nhất hàng thiên đại lục. Hắn rào rạt đắc ý, để Lăng Hàn không khỏi xem thường. Xem ra có lẽ vì tân sinh tính cách của Á Long cũng phát sinh biến hóa lớn, bằng không một vị đại năng phá hư 20 tinh cần kiêu ngạo như thế sao? Nhân vật như vậy căn bản không cần người khác tán đồng, ngay cả thần linh hạ giới cũng như ngang hàng, mạnh đến không cách nào hình dung. Có điều, lấy Hách Liên làm họ. Lẽ nào là lão tổ tông của Hách Liên Dung? Dựa vào, vậy tuyệt không thể cho hắn biết vợ của mình là Hách Liên Tầm Tuyết, bằng không tên này nhất định sẽ kiêu ngạo chết mất. Ở trước mặt hắn bày biện cái giá trưởng bối. Lăng Hàn đưa tay chém xuống, tâm ý uy hiếp mười phần, sau đó mới nói. Ngươi rõ ràng đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, tại sao lại phục sinh? Hừ, bản tọa là cường giả cỡ nào, sống thêm đời thứ hai lại có gì ngạc nhiên? Hách Liên Thiên Vân hừ hừ nói. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tin tưởng, ở thần giới để linh hồn chuyển thế cũng cực kỳ khó khăn, ở hạ giới hiển nhiên càng khó. Có điều, mọi người lần thứ nhất gặp mặt, cho dù hắn có ăn cứu mạng, Hách Liên Thiên Vân cũng há nhưng dễ dàng thổ lộ bí mật. Muốn biết bí mật của người khác trước phải thổ lộ bí mật của mình mới có thể thắng được tín nhiệm của người khác. Lăng Hàn nói. Ngươi nói cứu vớt thương thiên đại địa có phải là chỉ khai thiên không? Dù cho đây là Vượng Long Quật, có thể nói là thiên địa độc lập, nhưng khi Lăng Hàn nói ra hai chữ khai thiên, bốn phía vẫn vang lên tiếng sấm dậy. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Thu đồ đệ. Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ nói. Ngươi cái quái vật này lại để thiên địa không dung. Không không không, ngươi thật có khả năng uy hiếp được vùng thế giới này mới sẽ làm thiên địa giao cảm, muốn dẫn ra lôi kiếp giết chết ngươi. Sắc mặt của Lăng Hàn tối sầm lại, bị một lão quái vật không biết sống bao nhiêu vạn năm trước chỉ vào mặt nói quái vật, làm sao cũng để hắn rất khó chịu. Đến cùng bản tỏa ngủ bao lâu trên đời này lại xuất hiện người quái lạ như vậy? Hách Liên Thiên Vân ôm đầu nói. Bản tỏa còn muốn cứu vớt thiên hạ muôn dân trở thành chúa cứu thế, không nghĩ tới lại bị người cướp đoạt chuyện làm ăn. Dựa vào, tại sao bản tỏa không tỉnh lại sớm hơn một chút? Nén bi thương. Lăng Hàn nói, nhà ta lại không có người chết, nén cái lông. Hách Liên Thiên Vân tức giận nói, Lăng Hàn không còn gì để nói, nghĩ đến năm đó con Á Long này cũng là một con long lưu manh, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, coi như hắn sống thêm đời thứ hai cũng không thể sửa quá nhiều. Chỉ có trời sinh lưu manh mới sẽ như vậy. Có điều tiểu tử ngươi nhắc tới khai thiên, nói vậy cũng biết chân tướng thần giới thanh toán. Hách Liên Thiên Vân nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu. Năm đó ngươi không phá toái hư không thành thần, là phát hiện tỏa thiên đại trận sao?
không sai, bản tọa vốn muốn tu luyện tới cực hạn, sau đó phá toái hư không hẳn không thành vấn đề, không nghĩ tới vẫn không địch lại. Hách Liên Thiên Vân thở dài. May là bản tọa có chuẩn bị, tuy lúc đó bị trọng thương, nhưng vẫn chạy về được, cũng ở đây tọa hóa, nhưng đưa thần thức vào trong long nha, trong chết cầu sinh. Lúc còn trẻ bản tọa đã từng được một cây thần dược, có thể để cho linh hồn hoàn thành lột xác, bản tọa liền hạ quyết tâm, vứt bỏ thân thể nguyên bản, lấy răng của chân long xúc tích lại. Khà khà, bản tọa tu luyện cái răng này tới cấp bậc chân long, phóng tới thần giới cũng là bảo vật không bình thường. Hiện tại trải qua vô số năm tháng, tinh hoa của long nha ngưng tụ thành thân thể, lại được tử linh chi hoa giúp linh hồn lột xác, rốt cuộc sống lại rồi. Lúc trước tuy thân thể của bản tọa đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không chịu được niệm lực của thiên hạ sinh linh, lần này tuyệt đối có thể. Đời trước Hách Liên Thiên Vân đã muốn khai thiên, nhưng khai thiên cần lập quốc, dù sao sức một người có hạn, Hằng Thiên Đại Lục lại không có điều kiện thành thần, không lấy quốc thế gia trì, lực lượng của ai cũng không cường đại đến trình độ khai thiên. Coi như thần linh cũng không được, bùng nổ ra lực lượng siêu cường chỉ có thể bị thiên địa bài xích. Nhưng quốc thế gia trì lại không giống, bởi vì cảnh giới bản thân không vượt qua thiên địa có quy củ của thiên địa, bằng không khai thiên chính là một câu nói suông. Nhưng quốc thế gia trì đối với bản thân mà nói cũng là một gánh nặng to lớn, thể phách không đủ mạnh mẽ làm sao gánh. Dù lấy thể phách cường hoành của long tộc, năm đó Á Long mạnh mẽ, vẫn không lựa chọn khai thiên chính là hắn biết không thể chịu đựng được quốc thế. Đời này, Hách Liên Thiên Vân lấy răng của chân long tái tạo thân thể, như vậy tu luyện về phá hư cảnh thể phách của hắn tự nhiên càng mạnh hơn, thật có thể chịu đựng được niệm lực. Có điều, hiện tại có quái vật như ngươi, bản tọa có thể dễ dàng một chút, không cần gánh trách nhiệm khai thiên lên người. Hách Liên Thiên Vân cười hắc hắc nói. Thiên địa cũng trở nên động dung, nói rõ khả năng ngươi thành công cực kỳ cao. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mới nói. Ngươi cũng thật may mắn, cuối cùng đợi được tử linh chi hoa, đồ chơi này là vật của minh giới, nhưng ngươi có thể cả đời cũng chờ không được. Ta không tin cái răng của chân long này có thể để linh hồn của ngươi vạn cổ bất hủ. Khà khà, cho nên nói bản tọa là người mạng lớn, số mệnh gia thân. Hách Liên Thiên Vân cười nói. Vậy ngươi dự định giúp ta? Lăng Hàn hỏi. Đó là tự nhiên, coi như bản tọa trọng sinh cũng không dám chắc phá được tỏa thiên đại trận, chỉ có ký thác hy vọng ở khai thiên. Hách Liên Thiên Vân nói đến tỏa thiên đại trận, hắn không nhìn được dùng mình, lúc trước làm hắn trọng thương, suýt chút nữa chết đi, tự nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Lăng Hàn cười nói, hiện tại ngươi chỉ là luyện thể cảnh có thể giúp ta cái gì? Phi, hiện tại thân thể của bản tỏa là răng của chân long xúc tích, lại thêm đời trước bản tỏa đạt đến nhân đạo đỉnh phong, đời này đi lại đường cũ, không có một chút xíu bình cảnh, chỉ cần cho bản tỏa mấy năm, lại thêm đủ tài nguyên tu luyện, bản tỏa trở về nhân đạo đỉnh phong lại có khó gì. Hơn nữa, long uy của bản tỏa còn mạnh hơn lúc trước, long gì ở trước mặt bản tỏa đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Hách Liên Thiên Vân đắc ý nói. Cái tác dụng này đúng là rất tốt, nếu như Hách Liên Thiên Vân có thể hạ hải vực, như vậy trên đất bằng có hắn và Mã Đa Bảo, đến thời điểm đó song phương hợp địa bàn trong tay lại, toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục không phải quyết định sao? Không tệ, tuy bị con Á Long này hãm hại một phen, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Lăng Hàn quay đầu lại nói, có điều tử linh chi hoa bị ngươi hấp thu, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Ngu ngốc! Nơi này do thân thể của bản tỏa biến thành, là dùng để bảo vệ linh hồn của bản tỏa, một bên dùng răng của chân long hấp dẫn người mang tử linh chi hoa đến, hiện tại nếu bản tỏa xuất thế, vậy nơi này tự nhiên không cần tồn tại nữa. Hách Liên Thiên Vân khinh thường nói, cũng đúng, tuy bây giờ thực lực của hắn yếu đến một ngón tay cũng có thể đâm ngã, nhưng không thể thay đổi sự thực hắn đã từng là Á Long. Lăng Hàn do dự một chút, mới nói, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Nhạc! Hách Liên Thiên Vân có vẻ rất kinh ngạc, nơi này dù cũng không có một cái, ngươi còn giới thiệu cho ta mấy người. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, đã thấy bên cạnh xuất hiện rất nhiều người. Chuyện này dọa hắn nhảy một cái, sau đó mới khiếp sợ nói. Không gian thần khí. Là không gian thần khí. Tiểu tử này quả nhiên được thiên địa sủng ái, lại nhưng lấy được không gian thần khí. Ánh mắt của hắn đảo qua, không khỏi ồ một tiếng. Đây là hậu duệ long tộc, bản tỏa có thể ngửi được mùi vị trên người bọn họ. Hắn chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết và Lăng Kiến Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Tiểu hài này là ai? Tổ tông của ngươi. Hách Liên Thiên Vân như ông cụ non.